Gò lã là món gì vậy ta? Heo tọc rồi cái bánh tiêm. Thấy dữ luôn không? Thử xử luôn. Rượu. Kêu bia rồi đâu uống rượu đâu. Bia 19 20 ngàn thôi. Vô nghe nhạc này thấy giống karaoke vậy trời. Cá không anh? Cá gì á? Chạch lấu ngon lắm. Cá chạch lấu á hả? Lấu hay là cá chim trắng, con tượng, con mú. Mú bữa mới ăn không? Cá chim trắng cũng ngon, mú bó năm phần năm. Con bò. Có dồi dường á. Anh ăn cái hạt heo cũng ngon. Lòng giò nắp nước coi nào sao ăn. Cầm cái đó trước đi. Anh gì ăn? Cái mèn nó có ghi trong đây không? Rồi vậy cái đó đi. Rồi. Thôi khỏi gần nhẹ nữa. Giờ quốc thiệt luôn nè luôn rồi đó. Ủa sao quay tới quay lui không thấy món nó hôm nay nè. Đây. À, lên mâm luôn. Wow. Heo lên mâm nè, 490 gà ta riêng phải không? Giò heo nướng lá mắt mật. Ok. Thôi làm cái này trước đi. Tại cái này có hai hàng ăn là đủ đuối rồi đó. Quốc mình nặng luôn rồi hả? Kệ cha, anh chơi lâu rồi nhanh lắm. 15 phút là ok, lo quá nhanh luôn. Cái này làm đây đánh cờ tướng tiếp hay sao? Cờ tướng giờ bạn mấy con ấy biết rồi, mấy bữa mới đánh mấy con rồi bạn hả? Không, anh uống đá đâu. Mình vuốt nó vẫn còn lại cờ tướng. Hôm nay đánh cờ vua đi. Cái này không phải cờ tướng mà cái này vua luôn. Chai là bowling rồi. Dạ anh đi bốn người hay là hai người? Không có hai thằng thôi, chỉ đây đối nhau á. Chút nữa còn còn người nữa. Còn hai người. Em để đây để không em. Ok. Sao sao để tự. Rất được rồi, ok. Rồi. Lại là cuối tuần vô. Hai anh em đi dạo. Bắc phố phía gọi là phía đông Sài Gòn ha. Này đi dạo phía đông Sài Gòn không có mẹ gì ở ngoài hồ bơi đi xin đất à, không ai cho thôi vô đây uống giải khát để tìm tìm cách thôi sao đi xin đất mà không ai cho nữa. Lại đánh cờ tướng rồi suy nghĩ nè. 5 giờ chào sếp. Chào sếp. À, chào sếp. Đồ sao đồ không có không có tới lào được ha. Gì đó gì vậy cái vừa nâu á nâu trai hả? Ừ à, không lon. Rồi thôi cứ làm xong cái này luôn đi. Làm luôn ấy. Có nghĩa là đây đánh cờ tướng, coi nghĩa là anh chấp con chốt đúng không? Chấp con tướng thì dễ quýnh. Đây nha. Cái này là hôm nay là quýnh theo bàn cờ của thằng Hưng á, là có nghĩa là bàn cờ 16 con á, con nghĩa hôm nay là 32, 48 con phải không? Quýnh. Cờ tướng là 2 người. Ồ đó. Vô. Cờ tướng là 2 người thôi. Không giờ quýnh bàn cờ ba người chơi có nói gì lạ. Rồi vô nghe đi. Rồi bắt đầu đánh cờ tướng nha. Rồi vô em lên chốt. Em lên chốt nhưng mà được có cái anh là anh xuất tướng là chơi trước rồi. Ông này chơi, chơi chấp luôn. Chơi vô okay, rồi vô nha. Vô. Vô. Khá đi. Lại là cuối tuần. Hôm bữa coi chém gió tập 1 chưa? Chưa. Ủa gì kỳ á? Chưa. Không nhớ hả? Biết. Nhưng mà anh có coi cái đó chưa? Có rồi. Tôi mới nói coi chưa giờ có rồi. Chém gió tầm 1 á, hôm nay là chém gió tầm 2 đánh cờ. Nhìn đâu có giống rồi em. 10 giống giống. Đó thì người giống đâu hả? Đây là thứ cao y ổng. Cao y ổng. Em ruột hay sao? Ruột. Ruột luôn á hả? Sao hồi đó giờ không nghe ổng nói nè. Em cùng cha khác ông nội. Khác tới ông nội luôn ok. Ông kiểu nổi luôn. Ông kia ở Tân An. Ôi gì bé này ở Tân Trụ. Tân Trụ. Ừ. À ơi. Em cùng cha khác ông nội đi. Anh ở Tầm Du à, em biết Tầm Du không? Ủa dân Long An không biết Tầm Du à? Không.
tâm bậy thì biết. Đó đó. Ủa bây giờ nói là chém gió cuối tuần rồi ông này. Tụi nó bậy. À. Em lên chốt nha, nhưng mà thôi để từ từ đi. Tại vì ok lên chốt, lên chốt. Thôi. Anh qua lon này rồi. Không, lon nào thì cứ là hai đi cũng được. Chơi vậy ai chơi lại không? Thì bây giờ lên chốt, anh xuất tướng ra, ai kêu anh xuất tướng ai gì trước. Cái này là anh là diễn viên chính đóng trong cái bộ phim Chém Gió tập 2. Bữa chém bữa rụng mẹ mấy trái dừa nhà ông Quang luôn. Thì mỗi bên 16 con, nói chung uống đủ 16 chơi ròn, 16 chai là coi. Uống đủ 16 chơi dài đúng không? Là thắng. Ờ. Mà gì đứa nào uống 17 là đứa đó là ra ngoài. Anh xui anh xui anh xui rồi đó là cho anh tướng luôn là xong rồi đó, cuối cùng con tướng cho luôn là xong rồi đó. À, đúng không? Nè anh này nè, anh này anh có cái hay nè, ảnh lên con chốt cái xong anh phải lên chốt anh giữ lại cái ảnh sức tướng liền, thấy không? Anh phải kiếm con chốt anh quýnh thì coi như tướng là phải hãy lên đầu tiên luôn là coi như không ai nè nè thấy hay nha, hay không? Em của anh Chính phải không? Anh Chính Mỹ đó. Em Chính nãy là em phải không? Nãy là em rồi, đây là em của anh Chính. Coi như búa xu. Lên hai chai nữa đi cho mấy bạn đây. Không biết nhưng mà em biết được mấy cái hình đó để biết thôi. Chốt, sĩ, xe pháo mã, tướng sĩ tượng. Rồi tướng nằm giữa. Lên chốt đi, ai có ăn ăn chốt trước. Em nghĩ giống như là mình lấy chốt. Anh để đây nha. Rồi thí chốt á, xong rồi tới chừng mà tới xong rồi đương tướng làm này là xong rồi đó. Đương tướng là xong rồi đó. Đương tướng xong rồi nằm cửa luôn. Rồi bây giờ nè. Đương tướng ra là muốn ai muốn nuốt gì đây. Em lên chốt rồi thấy chưa? Này nè cưng. Lên chốt liền luôn rồi đó. Thôi, vô luôn đi đó, hai cưng luôn. Đang chưa đánh cờ tướng đó em. Em có biết chưa đánh cờ tướng không? Chốt sang xong là không được. Uống bia mà thở dài. Ok. Vô. Ờ áp chảo không? Ờ xào chay. Ờ rau thôi đừng. Ờ đừng bắt thịt. Rau nhiều. Không, ổng này ổng nói xào chay ý là xào nấm cho anh thôi. Nấm thôi. Nấm. Ở cái nấm. Mày nấm chứ mà nấm. Nghe lời nó. Xào nấm. Xào nấm. Nấm thì có còn. Xào nấm không ăn nấm. Xào nấm. Anh lại quá. Đừng nghe lời bọn xấu. Xào nấm ai nhiều. Rồi. Wow, đây là cái món thứ nhất nè. Nãy chú Hưng mới kêu rồi thấy không? Wow, quá hấp dẫn luôn. Hôm nay đi ăn thịt cầy. Rau nhiều quá. Ê, cái này thịt cầy đúng không? Thịt cầy là đúng rồi con. Rau nhiều quá. Thịt không có nhiều quá. Nói chứ không phải thịt cầy nhưng mà cái này là... Nói chứ không phải thịt cầy, nó là thịt chó. Chó. Nhưng mà đúng ha. Cái này là giả cầy nè. Ok rồi. Vô. Hôm nay mình mừng con mới. Giả chị. Nói chung là cuối tuần chém gió chút xíu. Ok, vô cái này nó chưa có nước chấm nữa. Thôi mình giới thiệu sơ sơ chút đi chú ơi. Bây giờ heo mẹt thôi. Món heo mẹt thôi thì bao gồm sáu măng rồi có nấu sáu măng rồi mấy món sau đúng không? Dồi trường. Dồi trường. Hồi nãy kêu lên mâm tưởng đâu nguyên cái mâm kiểu như người Bắc hồi xưa là có rổ rá rồi không? Trời, cái mâm đó mới đúng rồi. Nè hôm nay nó có cái nè giả cầy nè, nó giả cầy. Luộc thấy chưa? Bộ lòng nè. Dồi dồi luôn. Trời ơi riêng thế nè. Trời ơi đâu nữa sáu măng nữa. Ôi. Ôi vô. Thôi làm cạn cái này đi. Lên chốt hết rồi đó. Ê, đừng dẹp. Kiểu nó lại vậy, style nó lại vậy. Cũng đuôi pha đúng không? À. Dạ, món này ăn với mắm gì em? Dạ, mắm tôm. Ủa, đáng nhẽ là phải ớt bầm chứ. Đúng không hết, ớt sắc không được. Wow, đây là con ớt tôm nè. Ủa, sắc. Dắt chặt. Quá là cắt vậy hả? Ở đây nó ngộ vậy hả? Ừ. Tại thường thường cắt cái này cam mới là cắt vậy thôi, chanh là cắt khác chứ. Bưởi là để nguyên trái quất luôn chứ không cắt em ơi. Để vô cạp luôn. Ớt là đúng rồi, ớt đó luôn hả? Hay là ớt bằm mới đúng, ớt bằm mới đúng bằm không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ok rồi, thank you anh. Chanh vô nó mới sủi. Chanh vô quậy lên. Chanh vô là chín. Lên. Đúng rồi. Sủi bọt lên. Hơi miếng ớt vô ha. Hơi chua nha. Bỏ đường vô. Bỏ đường vô.
Rồi, bây giờ cái bước này bắt đầu là nhận mẹt xong rồi bắt đầu cho miếng đường vô quậy quánh chanh nó đổ bọt lên nhẹ nhẹ quánh giống như là giặt đồ vậy đó. Ta chừng nghe này vô vô nó vô áo một cái là xong luôn á. Là về về gấp về bả hỏi ăn cái gì ăn với nhỏ nào mà có mùi này con nhỏ nào có mùi đó mùi đặc biệt quá mà chưa được rồi đó ok không quá nó ủ đã nhìn mặt tê rồi biết rồi ok không mình nghe cái mũi này là mình nghe tới cái mùi này là biết tới Vũng Tàu rồi đó nhưng mà nói trạm thu phí giáo sứ biết. giáo sứ Kim Hải Tân Hải rồi cho thêm miếng ớt bốc thêm miếng riêng là mới giữ đó rồi thôi thử miếng thôi rồi làm đi đâu rồi gì đó ok cắt rồi mà Vũ Hưng thử miếng trước rồi nên nó để đặt rau vô không rau này rau gọi là rau rau húng lủi húng lủi húng lủi thơm á thơm ngò gai ngò gai đây cũng thử cái húng lủi lên đi rồi nhưng mà khoái riền nha nhưng mà tự nhiên em ăn riền nhiều quá khô cổ á nó bị đúng khô rồi, cổ cái nó gắt nó nóng nó gắt xong là khó chịu à cho nên là để ý là về ăn riền hết thôi đúng rồi ok không cái vị nó làm sao giống vị cày truyền thống không quá ngon đúng không đúng rồi làm cái món quay nè ấm vô một miếng đẩy đây rồi thử luôn quên nữa tôi làm ba rồi cay quá không Hư đâu ăn thịt cay đâu mình ngon không? Rồi mừng món mới mình vô cái ở cạn á để còn lên chốt nha món phở xào nè đổ một miếng bê tông đi nữa. Wow phở xào này là thiếu một chén phở xào ok nha đem món phở xào làm cái nấm trước hủ tiếu ấp chảo ồ phở chay luôn nè này là bánh phở của người Bắc nhưng mà nó người Nam này kêu là hủ tiếu ở trong mình đúng rồi là bánh phở là mấy quán Bắc rồi gọi nó cái này phở ấp chảo ấp chảo đúng rồi nhưng mà chỉ có anh mới gọi được cái món này thôi không mà thơm á mà khách lại giờ là không có còn không có không nó không có bánh quá dữ luôn chỉ có anh là anh quen thêm mấy tương vô thơm lớn là nó khét đó nó vậy miếng nữa em còn có mắm tôm, tôm nè tôm nó mấy rồi hỏi nó mượn có muốn hay vào quá ngon rồi chẳng này ra đâu chồng vậy trời món gì vậy gái dạ sống ăn sống ăn sống ăn chung với mẹ kêu à sống ăn chung với mẹ luôn quá dữ luôn ta đem nhẫn này vô bậy đem còn nhẫn món này đâu anh ơi, giờ chốt mình hạ hết rồi mình quánh cái con gì vậy? Không, bây giờ lên chốt 5 con rồi. Lên 3 con chốt nữa dần. Mình lên 1 con chốt với 2 con này đó, mình lên 2 con, cái này 1 2 chai, đây 1 chai rồi đều luôn. Đúng rồi, với chốt mà qua xong. Mình có 2 chai. Đúng rồi. Nhớ gì lạnh ghê luôn à. Bạn cờ có 5 con chốt. Lên đi, lên đủ. 5 con, 5 con. 5 con lận đó. Đúng rồi chứ không ghi thêm pháo hai chai mới có hàng chốt hai chai đây một chai mới chưa nhưng mà giờ chốt sang xong là anh thua rồi này là chốt thứ ba nè này chốt thứ ba này chốt thứ ba nè em hạ chốt là đúng 5 con đúng không không chưa đủ mỗi người là 5 chốt đủ 5 chốt chưa là bạn còn mười chốt hả mỗi người 5 con á mỗi người 5 con chốt là quân sĩ á thứ sáng thì 4 người đúng không? 5 con mỗi người 5 con chốt đúng không? 5 con chốt, mấy hàng pháo chứ. Rồi mấy tướng sĩ tượng. Đúng rồi. Rồi, lên chốt. Mỗi người 5. Bây giờ lên chốt bây giờ. Có người chốt đứng đó rồi. Đó, con chốt đứng rồi. Đây lên chốt nè. Đó. Đó. Là con chốt hay là tướng? Không, cái này nè. Anh làm em gối rồi đó. Tướng gối rồi, gối rồi. Gối rồi, bắt đầu gối rồi. Em làm anh gối guộc á. Anh, bây giờ em thấy chợ anh bằng áo luôn quá.
Gọi gói. Năm chốt. Đầu tiên năm chốt. Ở bên kia năm chốt luôn, xong tới hai pháo. Hai con pháo đứng ở dưới. Xong cái hàng năm chốt là hai pháo. Hai pháo, hai con đó hai pháo. Thầy phải giải thích lại cho em này hiểu cái bàn cờ tướng. Bây giờ năm chốt đầu tiên, xong tới hai pháo, xong rồi tướng sẽ tự xem bóng bàn. Anh nói chậm nghe. Tướng nằm giữa, tướng sẽ tự xem bóng bàn. Vậy cho dễ hiểu nè. Không, tại vì em thấy trên bàn cờ tướng. Bây giờ đó thì cái tư cái bàn cờ tướng nó mới qua cái mặt tứ sắc thì bốn màu, nó cũng vậy thôi, không phải không, để giải thích từ từ, nó cũng giống vậy, chốt pháo xe mã tượng sĩ tướng rồi lên chốt thì nó cũng giống rồi. Vậy thì rồi vô chốt nè, em cứ quýnh đi đủ năm chốt lên cho nó đi, vô chốt mà tứ sắc nó không chơi, vô chốt. Chưa bao giờ em thấy được con tướng luôn. Lừa đáng chịu. Bây giờ thử cái món quấn quấn này, nãy giờ chưa có quấn. Nãy kêu lá thúi địch ra nè, giờ lá thúi địch ra nè. Này là gì? Vô trường dê hả? À, này heo anh. Heo à? Heo quấn cái rồi, heo mẹt á. Miếng tỏi vô. Có cái húng cây rồi không? Wow, được đó. Chơi kiểu này, nó không giống cây còn nào. Còn nữa, lau dưới này còn nữa. Cắm như nãy phải nha. Ủa cái này coi đã tê em nha. Cắn nửa cái thôi. Dở quá. Bắt đầu quá tê. Dở quá. Rồi. Chấm cái miếng thứ hai nữa để đó. Tắt màn hình đúng rồi. Hết pin hả? Không có. Nó là 6 măng. Giáp. Măng quá trời. Nó nói vậy, nếu mà cái cỡ cái cây này là này nó bưng nguyên chậu đem về luôn á. Về nhà luôn phải không? À ừ. Trời ơi. Sao chưa luôn sao nó lại là nè. Cuối tuần. Đó, bây giờ lên chốt hay chưa? Bên kia. Ôi, 4 con chốt rồi nè. Bên kia 4 chốt chưa? Vô. 1 2 3 vô. Thôi em cũng cái giờ là không biết vô mặt ông kia đó. Đó, tới bây giờ là bắt đầu là thấy có 5 con sĩ chưa? Chống 5 con chốt. Hai bên chống lên hết nè. Đó, bây giờ bắt đầu mới vô con sĩ. Bây giờ bắt đầu lên là 5 con chốt nè, 2 con pháo ở dưới nè, thấy chưa, bên kia cũng vậy luôn, bên kia bắt đầu là chốt với pháo lên hết rồi, đâu ai sang xong rồi đâu. Bây giờ mình chơi chiêu nè, vô pháo chiếu tướng, pháo đầu mã đội, xe đâm chọt là bên kia chết chắc luôn. Chiếu đâu, pháo ta nằm sát đây, hai con vô rồi, cũng cứ lấy gì chiếu. Chưa chiếu được không? Chưa con tướng rồi. Đi chiếu. Nè bây giờ ấy chưa, 5 con chốt, 2 con sĩ. Bây giờ bắt đầu là lên con ngựa nè. Lên con xe trước đi. Lên con xe. 1 2 3 vô. 2 3 ra. 2 3 2 con xe anh đâu? Ủa giờ gì tướng sĩ tượng nằm ra đầu hết rồi. Người ngon mà chiếu nào. Chiếu đi. Ừ. Em xe của em. Pháo mà. Ừ, pháo mà chỉ lên đi rồi ngon. Dễ mà. Chưa được phải không? Ờ, không pháo mà nhảy lên tướng rồi, nhảy lên đầu rồi. Chưa được nhưng mà em lên hai xe lên nha. Luôn đó, giờ lên luôn nè đó. Wow. Pháo chạy đi cưng. Pháo chạy đi cưng. Ngon con pháo cưng nhảy được, ngựa cưng nhảy được. Rồi ok.